Sáng nay ngày 4 tháng 6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Thường Xuân và gia đình tổ chức lễ truy điệu mai táng thiếu tá Vi Văn Nhất, cán bộ biên phòng tỉnh Thanh Hóa hy sinh chiều hôm qua trong khi đánh án ma túy ở vùng biên giới Việt Lào. Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 3 tháng 6, đồn biên phòng Bắc Mọt phối hợp với đơn vị phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa tổ chức tuần tra, kiểm soát trên khu vực biên giới và phát hiện một đối tượng mang theo túi vải có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác yêu cầu dừng kiểm tra thì bất ngờ một nghi phạm khác nấp ở gần đó, dùng súng bắn thẳng vào đội hình tuần tra để giải cứu đồng bọn và chạy về phía bên kia biên giới. Sau loạt đạn của nghi phạm, ba chiến sĩ biên phòng bị thương. Đến 18 giờ cùng ngày, do mất quá nhiều máu, thiếu tá Vi Văn Nhất, sĩ quan điều tra đã hy sinh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Xuân. Hai đồng đội của anh Nhất bị thương nặng là Đại úy Vũ Xuân Vuông và Trung úy Nguyễn Bình Minh hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Tại hiện trường vụ án, tổ công tác đã thu giữ 12.000 viên ma túy tổng hợp. Hiện nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra vụ án.